Rồi, trên xe của Giá Rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì tiếp theo hôm nay là lên sóng với anh em một con Superim ha. Thì đợt trước bên em mới về một con Superim đâu đó là gần 50 triệu ha, 49 triệu mấy trăm đó, thì có con đó là bán rồi. Bữa nay thì lại mới về thêm một con Superim nữa, con này thì tầm đời 2008. Nói chung là đầu lồi ha, nói chung là cái đầu đèn đó, nó lồi anh em ha. Thì con này là biển 60V3, còn 29 triệu 500. Thì anh em tham khảo thử xem là cái con Superim này thì nó tầm giá như này, coi coi thử chi tiết tất cả mọi thứ xem là ok không. Nếu nó là được thì anh em có thể liên hệ cái đầu số là 0983533445, làm việc trực tiếp đến cửa hàng 6 bán hàng sáng giúp em ha. Thì nói chung là bây giờ em sẽ đi chi tiết cho anh em qua con này 29 triệu 500. Chất xe thì nói chung là đẹp anh em ạ. Con này thì anh em biết rồi, Superim thì cái giá của nó rất là mắc tiền. Honda 1C100 Goshi ha, vô tròn, vô đít tròn. Em ha, bây giờ anh em chị em mình coi chi tiết nhá. Coi chi tiết nha. Coi chi tiết rất là được, đẹp này. Đây có bọc rồi, cái này không dặm rồi. Không tút tát gì hết đâu này, cái này không tút tát gì đâu. Con này không tút tát gì hết này, nguyên hết tem này, Superim. Superim ha. Hàng chuẩn chỉ của nó thì nó sẽ có mấy nhựa bọc lên này. Nhiều con thì còn, nhiều con thì không có anh em. Đấy, thì cái này thì anh em tham khảo, anh em thấy thì anh em coi thôi. Nhiều cao su anh em. Em thấy là ý là nhiều con có, nhiều con chẳng có. Thì không biết là lúc mà người ta ấy về thì người ta có bỏ ra hay không hay là như thế nào thì cái đấy mình không biết anh em ạ. Superim 208 anh em nhé. Family Vehicle này, đấy, chi tiết này. Đấy, dấu bóng điện rồi các thứ còn ha anh em ha. Sườn bọc là đẹp anh em nhé. Sườn bọc này còn rất là đẹp, nhiều soi cho nên coi sườn trong, sườn cũng sạch vậy mà anh em thấy sườn nó sạch không? Rất là sạch nhá, sườn rất là sạch sẽ luôn, không mối mọt, không mục gì hết. 208 cái hàng này thì hồi xưa nói chung là mua thì ít tiền thì nó mới còn xe đẹp anh em ạ, chứ còn mà mua về mà đi cải đi quốc nhiều thì nói chung là không còn đẹp đâu, nát lắm. Còn con này thì ít tiền thì nó mới có xe đẹp như vậy. Ít tiền thì mới có xe đẹp như vậy, đi nhiều thì không có. Thôi coi các chi tiết phong tán, phuộc nhận chân thì này nó vô vọng các thứ này. Đẹp con này, nét lắm. Thì con xe này gần 30 triệu mà 29 triệu 500 mà anh em. Đây là giá xe nó cao, giá xe cao chứ đâu có thấp mà. Đây là cái chất xe anh em nhìn nó khác biệt lắm. Nhìn đồ nó tươi, nó đẹp lắm. Đúng đồ chuẩn theo xe của nó, nhìn nó khác biệt nhiều lắm anh em. Đấy, từ các chi tiết đấy, cho anh em coi ha. Tươi đều đẹp với nhau, nhìn nó khôn lắm. Anh em mà thay cái này thay cái kia thay đấy lùm lùm vô là nhìn nó dại liền anh em. Nó dặn là đổ theo xe khác nhìn nó vẫn khác biệt rồi. Phục các thứ ha, tem bọc các thứ là còn ổn hết rồi nè. Tem bọc các thứ, tem bọc. Đấy, từ cái chi tiết như này, chi tiết nhỏ nhỏ thì thôi anh em để ý kỹ anh em thấy. Xong EV3 anh em ha. Xong EV3 đây. L đầy đủ hết đấy. Đẹp anh nè, đều nhau đẹp. Chóa đồ của nó đều đẹp anh. Nét luôn anh em, nhìn nét lắm. Còn da các chi tiết này, tem bọc các chi tiết này.
19. Hay lốp cuối cùng là 29. Vỏ còn dày anh em. Oxy ha, oxy tiền oxy. Căm đều đẹp lắm anh em, căm ngã đều, ngã giống như kiểu màu chì á, đều mà nó đẹp lắm. Không giảm tút gì đâu, con này không giảm tút gì đâu nè. Coi ốc bán của nó nè. Thế đẹp không anh em? Xe cũ thì coi chi tiết được thì anh em thấy đánh giá được thì anh em gọi nha. Thấy ok được giá thì anh em gọi. Super, super thì lâu lâu về anh em ạ, chứ không phải là lúc nào cũng có xe để về đâu. Xe thì nhiều lắm nhưng mà xe dập xe nát thì về cũng không ấy được anh em. 208 anh em ha, đem thông số còn hết này. Cái dấu bấm điện rồi các thứ này anh em ha. Thường thường anh em xem rim anh em hay coi mấy cái này đúng không? Đấy thì nó cũng là có dấu bấm điện rồi các thứ ha. Sườn bọc thì em cũng có quay cho anh em coi phía trong rồi. Nói chung là cũng rất là ok anh em. Rất là ok nhé. Sườn bọc ở trong này cũng rất là ok. Thì anh em có thể là alo cái đầu số 0983533445 á, vì anh em chụp hình quay phim cho anh em coi thêm ha. Các chi tiết đều và đẹp lắm. Gắp đồ này anh em. Gắp đều và đẹp lắm. Rồi, tem này super rim ha, super rim chi tiết được các thứ là chi tiết tem bằng các thứ này đều đẹp lắm. Lốc nét lắm anh em, gần xanh này. Chiếc xe đẹp anh em ạ, chiếc xe còn rất là đẹp rồi. Mặt mèo các thứ này nè, nhìn chi tiết này. Đấy, nét không? Dèo bằng các thứ này. Phục đẹp hết ta. Trên chân còn rất là đẹp luôn. Đều đẹp luôn. Căm đều đẹp luôn anh em ạ. Cầm đường nghề nó xì hết nhé. Sáng lắm anh em ha, giá này nữa còn sáng đồ lắm, xi nhan các thứ này. Anh em xem đánh giá nhé, 29.500 đó. Giá đầu các thứ đẹp ha, cực đẹp, bực. Chất một con xe rin này, chất của con xe rin ha, chuẩn chỉ nét ha, khít khao ha, tất cả mọi đường nét ha, rất là liền khít nhau. Đó. Chìa khóa nè anh em, đây, anh em nhìn nét chìa khóa này,
gương kiến còn cả đôi nha anh em, gương kiến còn cả đôi này, bao tay gì gương kiến còn cả đôi, bao tay rất là chắc chắn anh em, bao tay riêng rất là chắc chắn luôn. Đây mặt đồng hồ đây anh em. Xe lên ga rất là nhẹ, nói chung là xe lên ga rất là nhẹ nhé. Đèn xịt tốt là trước và bóp thắng trước thắng sau gì là đều sáng hết nha anh em. Nét đồ tất cả mọi thứ nó còn chuẩn chỉ luôn anh em ạ. Nhìn tất cả các chi tiết này, anh em nhìn tất cả các chi tiết này, ốc ốc tán này, rất là sạch nha anh em, rất là sạch luôn này. Các chi tiết ốc tán này anh em thấy không? Còn rất là sắc cạnh, rất là nét luôn. Đó. Rất là nét nhé, bình xăng 208 nhé mọi anh em, 208 xe 208 đến giờ đấy, bình cảnh như vậy, yên lỏng tất thứ là đẹp, ngoại hình như vậy là đấy. Thì anh em kết thì anh em gọi nhé 0983533445 tiếp đến cửa hàng xe máy Thần Sáng 29.500 cho con Supreme đời 208.